Đạo tràng này của chúng ta, mong rằng đạo tràng này tương lai là một đạo tràng nhỏ, có duyên nhất với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Những người trong đạo tràng này, mỗi một người đều có thể giảng sanh, mỗi một người đều có thể thấy Phật, được Phật đến tiếp dẫn. Bí quyết không có gì khác. Đời này của tôi, lúc còn trẻ không hiểu chuyện, cho rằng tôn giáo đều là mê tín, cho nên đối với tôn giáo không có thiện cảm. Tôi bước vào tôn giáo, bước vào cửa Phật là nhờ tiên sinh Phương Đông Mỹ. Tôi vốn là học triết học với Ngài. Thầy dạy cho tôi một bộ triết học khái luận. Nên vị bài học sau cùng nói về triết học của Phật Kinh, tôi rất kinh ngạc. Tôi nói Phật giáo là mê tín, làm sao là triết học được chứ? Thầy nói anh còn trẻ, anh không hiểu thôi. Thích Ca Mâu Ni Phật là một nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Triết học trong kinh Phật mới là đỉnh cao của triết học trên thế giới. Thầy nói với tôi, học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Chính thầy đã dẫn dắt tôi vào cửa Phật. Tôi theo thầy học 3 năm. Vì thầy thứ hai là Đại sư Chương Gia. Ở bên này của chúng ta có hình của Ngài, mọi người có thể nhìn thấy. Lão sư Phương đã dẫn tôi vào cửa Phật. Nhưng làm thế nào để có thể chứng quả? Niệm Phật giảng sanh là sự chứng quả trong Tịnh Tông. Nhất định phải đem điều này đặt lên hàng đầu. Nếu như không thể buông xuống thì việc giảng sanh không thể nắm chắc rồi. Khi nào buông xuống vậy? Ngay lúc này phải buông xuống. Đây chính là